Trở lại bản tin ngắn. Trở lại, cái vụ kiện của Tổng thống Trump thật sự có mức thuyết phục đến nhường độ nào? Các chuyên gia pháp lý đã cùng xem liệu kỹ lưỡng cái vụ án cáo trạng của ông Trump và đã ra nhiều câu hỏi cái tính thuyết phục của bản án và tính hợp pháp của thủ tục xung quanh việc thu thập bằng chứng, ngay cả những cáo buộc được cho là nghiêm trọng. Ông Trump bị cáo buộc là trích lưỡi bất hợp pháp cái tài liệu tại tư gia của ông tại tiểu bang Florida sau khi rời tòa bạch ốc vào 2021. Sau đó đã khai mang, đóng ngoặc, mở ngoặc, âm mưu để cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại tài liệu này. Bản cáo trạng 49 trang đã buộc tội ông Trump với 37 cáo trạng trọng tội, trong đó vi phạm đạo luật gián điệp của liên bang và các đạo luật liên bang khác khi ông cho là âm mưu cản trở công lý, khai mang và che giấu tài liệu. Ông Walt Nauta, phụ trách của ông Trump, bị cáo buộc là một đồng phạm phải đối mặt với 6 cái trọng tội. Cựu Tổng thống Trump cho biết trong một tuyên bố qua video rằng bất kỳ cáo buộc hình sự nào cũng không ngăn cản ông tranh cử tổng thống cho 2024, đồng thời kêu gọi các cuộc điều tra nhắm vào ông là hoạt động can thiệp về cuộc bầu cử. Ông Trump nói: "Tôi là một người vô tội, tôi không làm gì sai cả." Ông Trump và ông Nauta sẽ ấn định hầu tòa lần đầu tiên tại tòa án liên bang tại tòa nhà Walkie Ferguson, Miami vào ngày 13 tháng 6. Thì chúng ta cũng chờ đợi thưa quý vị. Đó là cái thông báo của truyền thông là như vậy, chính thức là 13 tháng 6, thứ ba tuần sau. Thứ ba tuần sau thì ông Trump sẽ xuất hiện tại cái tòa án với ông Nauta là personal assistant của ông. Như vậy những cáo buộc đó như thế nào, và thẩm phán hiện giờ là thẩm phán Cannon, một trong những người được ông Trump appointed vào 2020. Hy vọng rằng là bà ta cho ông Trump một cái quy trình hy vọng là bà ta cho Tổng thống Trump chúng ta một cái quy trình công bằng. Nó cũng giống như sự kiện dưới thời của Barack Obama, appointed một thẩm phán xử lý cái hồ sơ mật liên quan ông Bill Clinton thông qua tất cả những cái audio tape mà ông ta đã tape trong những tất cả những cuộc gặp tại tòa bạch với thành viên của đảng Cộng Hòa. Như vậy ông Trump và ông Nauta sẽ được ấn định ra hầu tòa tại tòa nhà Wilkie Ferguson tại Miami ngày 13 tháng 6. Đó là ngày mai, hôm nay là ngày 12. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong những cái bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.